Đây có khá là nhiều rau mùi tàu mọi người này. Cái rau này hồi nhỏ ăn phở này rất khoái này. Rau mùi tàu khá là thơm luôn. Hốc quả kỳ này. Hốc cua, hốc chi. Bây giờ thì đậy lại cho Dừng lên. nước nó tràn lên mọi người ạ. Một lúc là nó sạch thôi mà. Thì lấy nước để sinh hoạt nhé, để uống ạ. Nước đầu nguồn, đầu mỏ luôn. Hốc cua mà. Ui chà, nó phun này các bác này. Nhiều mày rồi. Ui chà, đấy nước phun lên này. Nhìn thích nhỉ. Đúng là nước từ đỉnh Thảo Nguyên phun ra. Nghe có vẻ hấp dẫn mọi người ạ. Cây cây một cây cây vả đây. Vâng, trên kia là cây vả các bác ạ. Nhiều quả quá to. Nếu mà đi sinh tồn là khám phá ở khu vực nhiệt đới thì mối trở ngại lớn nhất của mình là vắt mọi người, vắt mũi. Ngoài ra thì còn rắn độc nữa. Hôm nay bà bố con mình bị vắt cắn khá là nhiều. Ôi chà, cắn trên cao này, ăn no nó rơi mọi người này. Kiểm tra xem bên này có con nào không? Úi trời ơi, các bác ơi nhìn này, kinh khủng luôn các bác ạ. Đây là nó no, nó rơi, nó không biết nhá. Lần này vụ sinh tồn này chắc mình phải xuống mất tầm 2 cân. Wow, bên này nữa khá là nhiều. Ai đã, ai đã. Lúc sáng này mình có bảo là chuẩn bị một đồ xôi lên để ăn trưa mọi người nhé. Vì đi vất vả rồi không kiếm được đồ ăn đấy. Đây, của gia đình mình đây. À chà. Ăn trưa đây. Anh mang cả bia đi à? Ông anh mình có mang cả bia đi mọi người ạ. Chưa đợi mình khám túi đã khai rồi. Có cả bánh chưng này. Hấp dẫn đấy, bánh chưng này nhiều chất đấy. Bố mình đang nhóm ít lửa để nướng mấy con cá ăn với xôi nhá. Chuyển bếp lửa sang bên này để nướng cho nó dễ mọi người. Hôm nay thì mình mang khá là nhiều cá rô đấy. Hồi trước thì mình có gặp một chú đi đánh bẫy thú rừng, cũng làm bằng mồi cá rô này. Chú đã bảo là đánh mồi cá rô này khá là nhạy luôn, vì nó tanh ấy. Hôm nay mình thử xem nhé. Thì chiều tối đi đặt bẫy. Còn hiện tại để nướng ba con đấy, ba con để à, bố con mình ăn với xôi thôi. Lại ăn khế được. Đói anh lại ăn khế. Đói quá ăn khế. Cá thì nướng 4 con mọi người ạ. Một tèo này lấy một con làm nồi canh khế nhá. Đây rồi. Đang tính làm canh khế với cá. Còn ba con cá này ăn với xôi. Bố có hái cái rau gì đây bố? Rau cây thuốc. Rau này á? Rau này rau mùi tàu này. Còn rau này là cái gì, giá gì? Đó, cây đó, cây thuốc thận á. À, thuốc thận. Thuốc thận. Vừa phải bơ phát rồi hả mẹ ơi. Nhìn hấp dẫn quá mọi người ơi. Con cá sắp chín rồi.
Đây là nồi canh khế nhá. Ấy, nồi canh khế sắp sôi rồi. Sắp được ăn rồi. Cố lên anh ơi. Có vẻ phê lắm rồi anh béo á. Ui trời ơi. Canh cá rô nấu với khế rừng. Lá chua thì ở khu này nhiều lắm mọi người ạ. Có hai loại lá, một loại lá nhỏ, loại to. Rất nhiều. Rất nhiều luôn. Lá nhỏ để ăn nó giòn hơn. Rửa tay là các bác ạ. Ăn xôi thì phải rửa tay. Không thể ăn bẩn được. Một số anh em nói ăn bẩn sống lâu. Nhưng mà mình nghĩ là ăn bẩn sống lâu, ăn sạch thì sống bền lâu. Chờ đau bụng không về đến nhà thôi. Mình rửa tay đã. Để đi học đến lang đi. Ở đây không ăn đâu. Còn lọ ấy mà. Lọ mắc khén á. Ớt à. Bố mình vừa cúng thổ địa mọi người ạ. Bây giờ thì ba bố con mình dùng bữa trưa thôi. Xin mời các bác nhé. Buổi trưa hôm nay chuẩn bị đi thì có xôi này, cá rô. Cá rô là mang đi bẫy bẫy thú rừng đấy. Bánh chưng này, ba lon bia với một số rau rau rừng, rau thuốc đấy. Dư âm của Tết. Ôi, làm đi bia đấy. Bánh chưng rất xanh nha. Ở trong cái video nào mình có nói là bánh chưng xanh nhỉ? Bánh chưng xanh với bánh chưng, các loại màu của bánh chưng nhỉ? Không phải nhà nào cũng có đâu mọi người ạ. Tùy từng nhà luộc, từng nhà mới có đấy. Nếu mà bánh chưng nó màu nó không xanh ấy là không biểu hiện cái gì nhỉ anh Quỳnh nhỉ? Làm ăn không tốt. Bánh chưng màu không xanh làm ăn không tốt, nhưng mà bánh chưng nhà anh Quỳnh này rất xanh này. Thằng nào cuối năm vừa rồi làm ăn khá khá. Bây giờ dành có thời gian đi chơi với mình. Bia này. Xin mời các bác nhá. Cũng thổ địa đổ xuống đất một tí để cho buổi chiều này làm bầy may mắn các bác nhé. Wow. Wow, cái lon bia này sướng lắm. Nha. Cái lon bia này sướng lắm, phê thật. Nó ngâm xuống là dày phê này các bác ạ. Trôi xuống họng mình này. Kẹp rau. Ăn uống trên thảo nguyên. Ăn kiểu dân dã luôn. Rau rừng các ơi. Cái món rau rừng này đắt khách quá. Nước cá được bỏ que vào đấy. Xiên que ở giữa cho nó chắc. Đấy. Mình ăn kiểu xôm xoàm như này cho nó ngon. Ngon. Còn nhiều thứ lắm các bạn. Bây giờ thì ăn uống tạm thời đồ sẵn có thôi. Còn buổi chiều thì phải tự đi kiếm ăn. Mình cảm thấy không lo lắm. Mình đi theo bố với anh này có nhiều kinh nghiệm mà. Nếu mà bản thân mình đi sinh tồn thì sẽ ở khu dưới chân đồi thôi mọi người ạ. Không dám lên cao đâu. Nó khá là nguy hiểm với sợ ma nữa. Cà tiêu miền Bắc mọi người ạ. Thiếu cái này đấy, đấy cái này chín à. Bảo bảo, đấy, hấp dẫn. Đúng cái bài của nó này. Có quả ớt mà khén trong này luôn. Tưởng là nhiều đồ ăn nhưng mà có khi là ngon hấp dẫn quá này. Phê này các bạn ơi. Mấy con cá hết rồi. Còn cái bánh chưng với cái nồi canh này. Giờ mật à? Mật. Mật ớt đây mọi người. Rất quý hiếm. Mình kiếm được có 3 quả thôi. Lúc sáng đi kiếm mãi được có 3 quả. Cái mùa này nó hiếm ớt lắm. Nhiều cục vùng ra rồi.
cũng là một khác không kiểu là khó à. Đây là cái bẫy gặp kiềng mọi người ạ. Cái bẫy này không thể sai sót đâu mọi người ạ. Buồn. Nếu mà sai sót như kiểu bẫy chuột mình hay làm ấy. Nát tay. Ôi dụng cái bẫy này, ai chả khiếp đấy. Nát cả cái que nứa các bác ơi. Nát cả que nứa này. Khá là lợi hại đấy. Bây giờ thì ba bố con mình gây một lúc nhá. Tầm 3 phút sau đó đi làm bẫy chim, bẫy chuột. Với một số cái bẫy kẹp này nữa. Lấy bụi nước mang đi đánh bẫy mọi người ạ. Khát thì uống không lại chạy về làm mệt đâu. Uống một chai. Wow. Cái mắc khén các bác này. Mắc khén có khi là tối hai mươi ít ngọn lá nó về nấu canh bố. Đây này các bác ơi. Cái ngọn mắc khén này. Hạt dổi miền Bắc đấy. Hạt tiêu miền Bắc. À, quả chi đấy. Quả chi đấy. Các bác ơi, rất nhiều quả nhà cây. Quả gì đấy các bác ơi? Có ai có dám nếm cái quả này không? Nếm sẽ trúng độc ấy. Thì quả này bố với anh như là lần đầu mới gặp quả này sao ấy. Quả này mà ăn được thì hay quá nhỉ. Các bác xem một số anh em Tây Bắc cho hỏi quả này là quả gì nhá. Comment ở bên dưới video cho mình biết nhá. Nếu mà ăn được thì bố một cắn à? Chát à? Chát. Chả nhìn thích cái quả này. Nhìn rất nhiều quả. Ăn được thì hay quá nhỉ. Quả này mà ăn được thì mình sẽ bấm cái gốc này về luôn. Gốc nó nhỏ mọi người ạ, bám ở cây này. Đấy. Suối này nhìn qua khá là nhiều cua đấy bố ơi. Đây này hốc cua này. Các bác ơi, hốc cua đấy. Tối đi man cua với suối này là chuẩn đấy. Đang định đặt cái bẫy chim đây mọi người ạ, cái lưới đánh chim ấy. Đặt đấy nhá. Cái cây này các bác có nhìn thấy giống cây gì không? Nó giống cái lá quế ở nhà mình ạ. Đây. Y hệt cái lá quế này mà. Ôi. Cái này là cái quế rừng không? Quế lợn mọi người này. Đấy. Mình nhìn khá là giống cái quế ở nhà mình luôn. Đang tính nối từ cây nhỏ nhỏ này mọi người ạ. Trên tận trên kia luôn này. Đấy. Trên cái cây to kia. Tầm 30 mét mà. Rồi nước à, thơm lắm. Có nhiều không? Cái này thơm lắm mọi người. Rồi nước đấy. Y hệt như hạt dồi mọi người ạ. Y hệt như hạt dồi, vỏ dồi luôn. Khá là thơm. Nếu mà có thịt gà ăn cùng cái dồi nước này, quá là hợp lý luôn. Đúng rồi, măng chua, lòng lợn, hay là thịt gà xào măng chua ấy. Có cái lá này thì tuyệt vời luôn. Cái suối này nhiều cua lắm mọi người. Nhìn ở chỗ nào cũng toàn hốc cua thôi. Bốn cây sào với chè một ít lạt để buộc cây sào cho chắc ăn mọi người ạ.
Vừa căng xong một cái lưới đánh bẫy chim rồi mọi người ạ. Chỉ thấy dây dù không thấy cái lưới đâu. Lưới tàng hình mà. Bây giờ căng tiếp cái bẫy cuối cùng. Nhà to lắm hả bố? Đâu nhỉ? Ui con nhái các bác này, nhìn này. Con nhái to đấy. Nhái đồi, nhái núi đấy. Ui chà, to nhỉ. Đang định đánh bên chuột ở dọc cái bờ suối này mọi người ạ. Đánh bằng mồi cá rô nhé. Có khi được cả thú đấy mọi người. Nó tanh mà. Quan trọng là cái dây của mình buộc có chắc không. Hôm nay để có mang 30 cái bẫy chuột đi. Bẫy chuột này, lưới rắn này. Với bẫy kiềng kẹp nhé. Cái mùi cà rô này thối đấy mọi người. Vừa thối lại vừa tanh nữa. Đấy. Mùi này tanh thì không phải chọn lốt đâu mọi người ạ. Cứ thấy khu nào khả nghi thì làm thôi. Làm nhanh khẩn trương còn về. Bây giờ chưa dừng cả lều các mọi người ạ. Hôm nay thì có khi là phải ngủ ngoài trời ấy. Nếu mà không dừng cả lều. Sợ tối trời mưa lại không ngủ được. Thâu cả đêm chết. Wow, sống như các bác ơi. Không kiếm được lá cọ thì mấy anh em mình lấy lá chuối nhá. Lấy mấy tàu lá chuối này về che mưa che nắng. Wow. Tối nay được ăn hoa chuối rồi các bác ơi. Có quả này. Wow, bên kia quả to anh Quỳnh ơi. Bên kia buồng sắp chín rồi kìa. Cái buồng kia sắp chín rồi. Wow, nguy hiểm quá. Nhưng hoa chuối rừng nó rơi rồi. Hoa chuối nó già rồi. Tối về bà bố con mình lại có món mới rồi. Hoa chuối rừng nhá. Nếu mà may mắn kiếm thêm được ếch nhái thì càng tốt. Để đây nhá, lấy lá chuối ra kia đã. Tối rồi mọi người ạ. Vừa lợp xong cái lều rồi mọi người ạ. Cái đèn này không biết được lâu không mọi người. Được lâu không bố cái đèn này. Ở dưới nhà đang báo lên bảo tối nay không khí lạnh về, trời mưa. Bà bố con mình đang lo quá. Cái lều mà lá chuối mọi người này. Trông như cái lều của hội trẻ con hồi xưa đi chăn trâu ấy. Khá là hài. Mình quay tháp lát nhưng mà làm lều nhanh quá. Quay tham lắp 40 mấy phút mà không kịp. Ui chà, cái lều. Tối nay mà mưa thì chết rồi anh Quỳnh ơi. Mưa này ngồi xổm nữa. Đang nấu cái nồi cơm mọi người này. Bố bấm lên xem cái nồi cơm xem nào. Hiện tại thì chưa có đồ ăn đâu. Ui dồi, trương này bố ơi. Trương đâu nở lên. À được rồi. Nấu nồi cơm cứ để đây mọi người nhá. Một tẹo này đi kiếm ếch nhái xem có không. Không có thì tối nay móm rồi. Không có gì ăn cả. Còn mấy lon bia kìa. Có 4 lon bia. Nghe bảo dưới nhà báo lên bảo trên này tối nay mưa. Ló của anh Quỳnh ạ. Xem anh xem thời tiết xem. Đây cũng là lần đầu tiên đi sinh tồn khám phá của ba bố con mình. Gặp thời tiết khá là trở ngại mọi người ạ. Sương mù dày đặc, thổi ra khói này. Nếu như đang sống ở trên Seoul đấy.
Hàn Quốc. Một công anh xứ sở sương mù. Wow, mệt quá mọi người. Nằm nghỉ một lúc đã. May hai anh em mình còn tìm được lá chuối đấy. Hôm nay mà không tìm được lá chuối thì không biết ngủ chỗ nào luôn. Vì bố với anh cũng ít lên trên này. Những cái địa hình trên này không thông thạo lắm ấy.